Rồi cho ăn đi, cho ăn đi. Nó mù. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Nó mù tới một chuyện luôn. Ở đây có xe đạp đá. Muốn đạp tới không? Mới vô luôn. Đó là chuồng chim. Đó là chim ở trong đó. Đi coi không? Nào. Chị ở trong đó, cái lồng đó. Chị sao vô được? Chị bộ vô. Đi đường bên đất kìa. Xe này lưu được không? Không. Không móc lái lại. À, đây là cái chuồng chim nha anh em. Tự vô luôn. Tự vô thử coi. Ở dưới có cá. Ê ê. Ê. Đứng, 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 chung không? Chung luôn đi. Ở mà đang đi qua. Ở đây chính là đầm xấu rồi. Ở phía trong này chúng ta nuôi rất nhiều chú nó xấu dễ thương, bên trong có những chiếc nanh rất là giòn à. Dạ. Dạ. Dạ thì chân tôi nanh thì rất lớn, rất to, sức nhai thì rất là mạnh à. Dạ. Ở phía bên trong thì mình nuôi rất nhiều các loại gối ngựa và phía bên trong đó đặc biệt là có một con báo đen phía bên trong à. Ở phía trong đó mình vẫn có những cái chuồng cọp. Nhưng mà những chuồng cọp đó mình đứng phía ngoài rào mình nhìn vào à. Mọi người đợi em xíu à, em đi lấy thức ăn để chút nữa dụ cọp ra cho đồ chúng ta dễ dàng tìm cọp à. Đúng không? Dạ. Dạ rồi, Mỹ Quỳnh Safari xin đón chào quý khách đến với chiếc xe nhốt người và thả thú. Bây giờ xin mời cô chú anh chị mình vào phía bên trong khu vực bán hoang dã để chúng ta tham quan à. Không để cô chú anh chị mình chờ đợi thêm à. Đây chính là nơi ở của những hoàng cọp cọp chúng ta đang vào bên trong tham quan. Phía bên trong thì có 8 chú cọp à. Nói chung là những chú cọp ở đây rất là dễ thương. Tới nữa em sẽ dục mà mọi người sẽ thấy độ dễ thương của những chú cọp của chúng ta. Ở sao có 8 cọp à? Đúng rồi, mình không thả ra nhiều được. Nếu mình thả ra nhiều nó cắn bộ mà. Dạ, anh xem mẹ em xíu à. Dạ có một con cọp đang nằm dưới tay em chỉ, nằm ở dưới. Đó là đưa này à. Sao quá chị? Thấy không con? Mặt màu vàng á. Thầy đứng đó xem kìa, sao rồi? Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Nứt cơ hả? Bay hả? Nó thấy cọp có chuồng á, là thấy gần hơn. Em mới chụp được nè. Hãy nhốt chuồng cọp trắng của mẹ. Chỉ có để bỏ thôi. Nó cầm một cái đầu. Rồi, nó chú mùi. Nó đi ra nào, chúng ta đó. Mình nó quýu rồi. Mọi người có ai đẹp hồi không ạ? Có rồi, để cho nó em. Chúng ta nó dành đi, không có dám cho đâu. Dạ, nó đang ra tới chúng ta luôn á. Nó đang bò vô cái đường đàm á. Mọi người thấy cỏ nó đụng đậy mà. Nó nổi kìa, nó nổi vô. Nó đang xảo ha. Dạ. Nó đang đứng kiếm còi á. Để em dụ nó ra, mọi người cho em qua xíu nha. Rồi. Mọi người cho em qua xíu. Rồi làm sao dụ ra được vậy? À, có cái cửa. Để có cho nó ăn.
Dạ đúng rồi. Rồi mọi người đang ngồi hàng ghế chóp nha, một cái hàng ghế chóp nha em, cho mổ nha em, cho mọi người giải xe mà. Dạ. 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 Cho con ba cái gì? Dạ. Có vụ ra cho mọi người dễ nhìn thấy. Dạ. Dạ. Cái mặt của nó là thấy nó bự rồi. Dạ, nó cũng quen. Nó nhiều cá bông nha mình. Mọi người đừng có lấy cơ cửa. Để cho mấy mà thôi mọi người đừng làm. Đó, đi ra. Mọi người đợi xíu à. Nó này thương á. Nó thích bơi. Ở đây đập lại. Dạ, nó quen. Con gà nó kiếm mọi người được. Con gà nó ăn hơn, thở đây nha. Dạ, không thấy đâu. Không thấy được à. Ủa sao mày trốn mày? Có cái kiến kìa là bự kìa, bự kìa. Ôi. Đi chơi chơi trốn. Bự rồi, nó mập rồi mình. Con cái kiến kìa lại lại, nó đâu vô được đâu. Kìa con nó ăn kìa, con có nó ăn kìa. Ôi, đeo dữ vậy. Ôi, nó phóng lên nè. Nó phóng á. Ôi. Kìa con ăn kìa mình. Tại mình có cái kiến bảo vệ rồi, con nhìn nó đi, nó đâu làm gì nữa đâu. Nó đạp kiến rồi sao? Nó đạp đâu. Nó xuống cho nó ăn thịt rồi. Nói gì? Nói gì? Xuống cho nó ăn rồi. Mình luôn nè. À. Mình ăn.